Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa đến trao số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp cho em Đặng Thị Hồng Anh, học sinh lớp 6A10, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, thị trấn Chợ Mới, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, bị tai nạn giao thông phải cắt bỏ một phần chân trái. Trước đó, khi đang đi bộ đến trường gần nhà thì em bất ngờ bị xe mô tô tông, được chuyển lên bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một phần chân trái và phải lắp chân giả. Chi phí lắp chân giả là 10 triệu đồng. Được biết, hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cha làm nghề nghiệp không ổn định, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào nghề thu mua dây chai của mẹ.